Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Bảng đơn vị đo độ dài, trang 45, sách giáo khoa môn toán lớp 3. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý để tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng rồi, nhớ là chúng ta có cuốn tập hay gọi là cuốn vở ghi nhớ và giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, và nếu các em đã sẵn sàng cả thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chiu. Rồi, bài của chúng ta này. Trước hết chúng ta cùng điểm qua về cái bảng đơn vị đo độ dài. Đó, các em nhìn vào đây để các em nắm các cái nội dung của nó. Thì đây, mét này. 1 mét thì bằng 10 dc này, bằng 100 cm này và 1000 mm này. Đó, được chưa? Vậy thì đây là những đơn vị mà nhỏ hơn mét. Đó, nhưng mà đơn vị mà lớn hơn mét này thì có đề ca mét, hectomet và kilomet. Đó, vậy thì cũng giống như vậy, thì cứ mỗi một cái đơn vị mà đứng trước mét này này thì cái đơn vị đó sẽ gấp 10 lần. Được chưa? Đó, vậy thì 1 đề ca mét thì bằng 10 mét này, 1 hectomet này bằng 100 mét này, 1 km thì bằng 1.000 mét này. Đó, thì các em nhớ qua cái này đi. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thực hành nhân nghĩa nó trong cái phần bài tập. Được chưa nào? Rồi nhá, ta sẽ dựa vào cái bảng ở trên đó. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy này, 1 km thì bằng bao nhiêu hectomet. Đó, vậy thì các em thấy này, km rồi đến hectomet. Vậy thì 1 km này, hectomet đứng ngay liền kề nó. Vậy thì đơn vị đứng trước sẽ lớn hơn đơn vị đứng sau liền kề là 10 đơn vị. Vậy thì 1 km sẽ bằng 10 hectomet. Đó, ở đây họ ghi cũng rõ rồi này. Được chưa? Anh em chỉ việc điền số 10 vào đây thôi. Chả có gì khó khăn cả, đúng không? Đây sẽ là 10 hectomet. Tương tự như vậy, 1 km thì bằng bao nhiêu mét? Đó, chúng ta thấy này, km này đến hectomet này, đến đề ca mét, rồi đến mét. Vậy thì 1 km này, đây là 10 này, 100 này, 1.000. Vậy thì đây nó sẽ bằng 1.000 mét. Được chưa? Dễ như ăn cháo, đúng không? Rồi, thiếu một số 0 nữa rồi. 1 km thì bằng 1.000 mét nhá. Họ để cái phần trống cho chúng ta quá nhỏ. Rồi, 1 hectomet thì bằng bao nhiêu đề ca mét? Đây, hectomet đến đề ca mét thì sẽ bằng 10. Được chưa? 1 hectomet thì bằng bao nhiêu mét? Hectomet đề ca mét rồi đến mét, vậy thì nó sẽ bằng 100 này. 100. Được chưa? 1 đề ca mét thì bằng bao nhiêu mét? 1 đề ca mét, đề ca đến mét thì sẽ bằng 10. Đó, tương tự như vậy, các em nhìn vào cái bảng này thì các em hoàn thiện các cái phép ở bên này. 1 mét thì sẽ bằng bao nhiêu dc? 1 mét thì sẽ bằng 10 dc. 1 mét sẽ bằng 100 cm. Được chưa? Và 1 mét thì sẽ bằng 1000 mm. Nhớ các em viết nhỏ lại. Rồi, 1 mét sẽ bằng bao nhiêu cm đây? À, 1 dc sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 10 cm. 1 cm thì cũng lại bằng 10 mm. Dễ như ăn cháo, đúng không? Rồi, xong nhá. Đấy, vậy thì các em có thể ghi lại cái nội dung này vào trong cuốn tập hay cuốn vở ghi nhớ. Còn không thì các em có thể kẻ cái bảng này cũng được, càng tốt. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Bài tập số 2 có cái nội dung như sau. Điền cái số vào cũng giống như bài số 1 thôi. Tuy nhiên thì bài này chúng ta cần phải đổi, đúng không? 8 hectomet thì bằng bao nhiêu mét? Đó. Vậy thì muốn đổi được cái bài này nè, thì 8 hectomet bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu mét? Thì chúng ta cần phải biết được 1 hectomet thì bằng bao nhiêu mét? 1 hectomet thì sẽ bằng bao nhiêu các em nhỉ?
ta vừa làm bài số 1 xong. À, nó sẽ bằng 100. Đúng không? 1 hectomet thì bằng 100 mét. Vậy bây giờ chúng ta có 8 hectomet thì sẽ bằng gì? Ta sẽ lấy 100 nhân với 8 thôi. 100 nhân 8 thì sẽ bằng 800 mét. Vậy kem điền vào đây sẽ là số mấy? 800. Được chưa? Quá dễ, đúng không? Đây sẽ là 800. Tương tự như vậy thì đây đổi sang mét hết. Vậy thì 9 hecto thì sẽ lấy 9 x 100. 9 x 100 thì sẽ bằng 9 gì? 900 mét. Rồi. 7 đề ca mét bằng bao nhiêu mét? Đó. Cũng giống như ở trên thì 7 đề ca mét này. 7 đề ca mét này bằng bao nhiêu mét? Đó. Vậy thì muốn biết được cái này chúng ta cần phải biết 1 đề ca mét này bằng bao nhiêu mét. Đúng không? Vậy thì chúng ta biết đề ca mét rồi đến mét thì 1 đề ca bằng 10 mét. Vậy thì giờ chúng ta có 7 đề ca mét. 7 đề ca mét thì sẽ bằng 10 nhân với 7 thôi. 10 nhân 7 thì sẽ bằng 70 mét. Được chưa? Đó. Đây sẽ bằng 70. 3 đề ca. 3 đề ca thì bằng 3 nhân với 10 sẽ bằng 30. Sẽ như ăn cháo, đúng không? Rồi. Xong. Tiếp theo đến bên này nha. 8 mét thì bằng bao nhiêu đề xi? À, 8 mét thì bằng bao nhiêu đề xi mét? Vậy thì cũng giống như thế thì chúng ta phải biết được 1 mét bằng bao nhiêu đề xi này. À, 1 mét thì sẽ bằng mấy đề xi mét các em? Thì bằng 10 đề xi. Vậy là chúng ta có 8 mét thì sẽ bằng 10 nhân 8. À, 10 nhân 8 sẽ bằng 80 đề xi mét. Được chưa? Vậy thì đây sẽ bằng 80. Tương tự như vậy thì 6 mét bằng bao nhiêu cm? Đó, 6 mét bằng bao nhiêu cm thì các em cần phải biết được 1 mét. 1 mét thì bằng bao nhiêu cm? Bằng 100 cm đúng không? Vậy thì giờ có 6 mét thì sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần lấy 100 nhân với 6 sẽ bằng 600 cm. Được chưa? Đây sẽ bằng 600. Khu vực nhà thầy nó đang là xây dựng rất là nhiều nên nó sẽ hơi bị ồn, nó ảnh hưởng đến cái việc tiếp thu của các em. Em rất là thông cảm nhé. Thì thầy cũng không muốn điều đó bởi vì đây là cái yếu tố khách quan. Mà nhà của thầy thì nhà lá nữa nên không có thể nào mà ngăn âm cách âm được. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta có 8 cm này thì bằng bao nhiêu mili? Đó. Vậy thì chúng ta cần phải biết được 1 cm thì bằng bao nhiêu mili đã. 1 cm các em biết nó sẽ bằng 10, đúng không? Bây giờ có 8 cm thì sẽ bằng 10 nhân 8. 10 nhân 8 thì bằng 8 thì 80. Đó, vậy thì đây sẽ là 80 mili. Dễ, đúng không? Rồi, 4 đề xi thì bằng bao nhiêu mili? Đó, vậy thì cũng giống như thế. Thì các em cần phải biết được 1 đề xi thì bằng 100 mili, đúng không? Vậy thì 4 đề xi thì sẽ bằng 100 nhân với 4 sẽ bằng 400 mili. Được chưa? Đây sẽ là 400. Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 2 nhá. Giờ chúng ta đến bài số 3 nè. Bài số 3 họ yêu cầu mình làm theo cái mẫu của họ. Tính theo cái mẫu nè. Mẫu nè, trong cái phần ô vuông họ đã làm nè. 32 đề ca mét nhân với 3 thì sẽ bằng 96. Tức là họ chỉ việc lấy gì? 32 này nhân với 3 thôi, đúng không? Thì 3 nhân 2 bằng 6, 3 nhân 3 bằng 9, đúng không? Rồi, vậy bây giờ chúng ta chỉ việc áp dụng cái mẫu này chúng ta làm nè. 25 mét nhân với 2. Bây giờ các em chỉ việc lấy 25 này nhân với gì? Nhân với 2, đúng không? Rồi, 5 nhân 2 bằng 10, biết không? Nhớ 1, 2 nhân 2 bằng 4, nhớ 1 là 5, được chưa? Thầy nghe điện thoại tí nhá.
nghe cô. Chính ra rồi thôi. Rồi, như vậy thì khi chúng ta nhân lên đây thì sẽ bằng 50. Thì các em chỉ việc điền đây là 5 50, đơn vị là mét, đúng không? Được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có này 15 km nhân với 4. Thì các em chỉ việc đặt phép nhân 15 nhân với 4, đúng không? 5 x 4 bằng 20, viết 0 nhớ 2 này. 4 x với 1 bằng 4, 4 x 2 bằng 6. Vậy thì sẽ bằng 60, đơn vị đây là km. Được chưa? Tương tự như vậy thì 34 cm mà nhân với 6. Thì các em chỉ việc lấy 34 x với 6. 64 24, viết 4 nhớ 2. 63 18, 18 nhớ 2 sẽ bằng 2. 20. Vậy đây sẽ bằng 204 cm. Rồi. Vậy xong cái mẫu này bên này nhá. Bây giờ bên này lại cái mẫu của họ này. Lại là các phép chia. Đó, họ thực hiện theo mẫu này. 96 cm chia cho 3 bằng 32. Tức là họ chỉ lấy 96 này chia cho 3 này. 9 chia cho 3 thì được 3 này. 3 x 3 bằng 9 này. 9 trừ 9 bằng 0 này, hạ 6 này. 6 chia cho 3 thì được 2, 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 hết, đúng không? Đấy thì bằng 32 cm. Bây giờ chúng ta cũng áp dụng theo cái mẫu đó của họ để chúng ta làm ba cái phép tính này. Được chưa? Ta đến phép tính đầu tiên nè. 36 hectomet mà chia cho 3 thì các em chỉ được lấy 36 chia cho 3. Thực ra các em tính nhầm đã ra rồi, đúng không? 3 chia cho 3 được 1, 3 x 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0. 6 chúng ta hạ xuống, 6 chia cho 3 được 2, 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0. Vậy kết quả đây sẽ bằng 12. 12, đơn vị đây là hectomet, được chưa? Rồi, tiếp theo này, 70 km mà chia cho 7. À, vậy thì 70 chia 7 chúng ta không cần phải đặt nữa, đúng không? 70 chia cho 7 thì sẽ bằng 10 km. 55 decimet chia cho 5 thì 55 chia cho 5 sẽ bằng 10 11, đơn vị đây là deci. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài bảng đơn vị đo độ dài trang 45. Và trước khi chia tay, các em nhớ là hãy chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học ở lớp nha. Rồi, tạm biệt các em.